Rồi, ok, chào các bạn nha. Hôm nay dành thời gian mình mới chế cái máy bơm nước bằng cái đầu bơm, cái sên bơm này của cái máy bơm 750, 750W. Cái này mình mua khá lâu, máy bơm cũ, chạy máy động cơ BLDC này, của hãng Ryobi, con này chắc tầm 600W, không chuỗi than nhá. Không chuỗi than 3 dây pha. Cái này mình mua khá lâu này. Bây giờ mình đấu nối vào đây. Các bạn đang xem lực bơm nước cái mức nào nhá, có khỏe không? Con này tốc độ là 1 à 3000 3000 vòng hay sao ấy. 2000 đến 3000 vòng hay sao ấy con này. Chạy mức 24V nhá. Mình thử chạy mức 36V xem sao. Đường ống của con này chắc là 4 cỡ 42 ấy. 42 ống 42 sao. Rồi. Cái này trông khá mới nhưng mà bỏ lâu. Khá to nha. Mình tiện đi xong là nối trục mà. Xong là lắp vào nha. Ok đấy. Đây sẵn có mình có cái đít của motor 800W này, là lắp vào đây. Đây mình kiện cái cốt này đi. Lắp thêm cái vòng bi ở đây để mà nó giữ cái cốt này. Là cái motor của đít motor nó bị hỏng là mình lắp vào đây. Đấy, cái này là úp này. Bốn cái chân vít này, đúng là bốn cái chân này luôn. Đấy mình vặn ốc sắn tạo ren thế này sắn thì vít ốc lại, kiện chỗ này đi cho tròn thì nó vừa khúc này. Đây là con motor 800W nhé. Con motor 800W nó bị thủng đít á. Đây chính là cái con này đây. Mình mua khá lâu, 3 con nó bị hỏng mất đít nha. Con này là 800W nha. Không biết phải 800W không, chắc chắn là 800W đây. Rồi. Đây, lắp vào đây.
Đây mình đã lắp hoàn thiện rồi nhá. Đây đầu bơm 750 này, cộng với điều tốc 500W này. Bữa trước mình lắp cái cụ kia, mình thấy cái cụ kia không hiệu quả lắm nên mình lắp vào cái này để test thử xem mấy điện áp mức 36V nhá, xem chạy như nào. Có thể chạy 12V này, 24V này, chạy năng lượng mặt trời đó. 24V hay là 18V mà mỗi một tấm pin năng lượng mặt trời 150W ấy, mình có nhưng mà mình lắp trên máy mới rồi. Hai tấm pin thì chạy cái này chắc khả năng là ok đấy. Mình mang đi test xem như nào nhá. Đây, này đầu ra này. Cái này nếu mà test ok là mình để nguyên đây luôn. Chế xong. Có cái máy tiện này cũng tiện lợi thôi các bác. Chế gì cũng được. Trần này, bằng sắt hết này. Ngon nghệ luôn nhá. Rồi. Giờ mình mang vào suối đi test này. Đây mình lắp xong rồi nha. Đây là bộ pin 36V này, coi như là bằng hai cái tấm pin năng lượng mặt trời á. 18 viên 18V một viên pin năng lượng mặt trời á, hai viên nhá. Hai viên tạo thành 36V nữa. Nó cái bình này mình tạo thành 36V. Đây test cái điện mà đấy. 12V vẫn chạy rồi nhá. Cái bộ điều tốc của mình kia đang chạy mức tầm 15V cơ. Đây mình đang chạy nó ở mức ống là 34. Để xem chạy ống 34 xem nước lên thế nào nhá. Đây cái này là 48 này, 48,34 đây. 48,34, thu 34. Để mà ống này nó hút khả năng nó hơi yếu lắm vì nó bé quá. Đúng là phải là 48 cơ. 48 hút phải luôn nhá. Để xem cái bộ này nó tải như nào và khỏe như nào nhá. Ăn dòng như nào. Đây. Ăn dòng như nào nhá. Để xem các bạn có thể nói là đáng mua hay không. À đáng làm hay không. Đây, công suất 39V này. Test thử nhá. Đó, mình đang quay, cho quay. Kìa. Quay rất chậm luôn nhá. Lúc này là khá chậm luôn đấy. 52W này. Đấy, bạn nghe tiếng không? Bạn nghe. Ví dụ, rất khỏe luôn. Ái da, khỏe thật. Có hết cố lên nhá. Đây cái này mình có hết cố là mức là bao nhiêu volt này? 38V, 521W. 521W nha. Vô, mạnh phết. Cái này nếu mà mình có ống này ống to này hơn nhá. Ống to hơn thì hút khỏe hơn nữa. Cái này là mức khá là khỏe đấy. Thử nha. Ây da. Ây da. Ui, khỏe hết rồi điện thoại. Khỏe lắm các bạn. Đây, khỏe. Cái này khả năng là ống hút mình nó hơi bé nên nó lên không được tốt lắm. Đây con này là con 500W này. Đây 491W thì 34. Ăn dòng là 13A nhá. Cái này chạy 2 tấm pin năng lượng mặt trời thì ok đó. Của mình cái này là nó hơi đăng ống này ống hút lên nó hơi bé. Hút lên hơi bé, ống hút to nhưng kia nó sẽ khỏe rất nhiều luôn ạ. Nó sẽ khỏe rất nhiều ạ. Cũng được đấy. Cái này mang hút cắm cả ngay thì được đấy. Xem. Ui, khỏe thật. Ui, khá khỏe. Tháo này ra nha. Tháo này ra cho nó hút khỏe nữa nha.
ở trong này có một cái van, hút cái van này rất nặng luôn, nước nước bên kia. Hạ máy xuống một tí để mà tháo ra, xem có tháo nó ra không. Ai hút, hút khỏe quá. Được, hút khỏe quá. Hạ tiếp. Thấp nhất này. Thấp nhất cũng là hút khỏe này. Ý, rồi rồi các bạn thấy chưa? Úi, mạnh đất. Ái da. Mình tháo cái lò xo này ra nhá. Còn hút này. Rồi bây giờ mình ra lên nhá. Đây các bạn quay rất chậm luôn này. Và. Úi da. Úi, mạnh đất. Xem lần này ăn công suất bao nhiêu. Đây bây giờ là 689W này. 689. Con này khả năng là đủ công suất đấy. Chưa nóng, thế nào. Con này đủ công suất nhá. À. Ok. Rất khỏe luôn.